Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Kinh Cầu Muốn của tác giả nhà văn Lê Xuyên, bản phát hành năm 1968, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Dung quắc mắt. Tính hất cẳng con này đó hả? Đâu có dễ vậy. Đáng lẽ em cũng về phước cho rồi chứ ham cái khỉ gì ở đây mà ở. Nhưng bị anh nói vậy nên em quyết định không đi đâu hết. Cô càng rướng giọng lên. Chắc anh muốn nói là mình chưa là vợ chồng chính thức, có cưới hỏi, có hôn thơ hôn thú, nên anh muốn hất em đi lúc nào cũng được chứ gì. Bây giờ anh đã ăn nằm với em đã đời rồi anh phủi đích hen. Tâm ngượng mặt như thế. Em sao ăn nói ẩu tả quá không biết. Có anh thế đây, có ảnh hay có đông đủ anh em hết em cũng nói. Thế cầm dầm lên. Thôi tôi đi đây. Tâm quay qua Dung gằn giọng. Bây giờ em nhất định vô trọng hen. Dung đáp gọn. Ừ. Nữa có gì đừng kêu nghe. Dung cười lạc. Chết cũng chịu chứ không thèm hé môi nửa tiếng cho nhẹ thể. Tâm quay qua Thế. Thôi anh đi đi. Bà nội này bà muốn vậy thì để tôi cho bà biết đá biết vàng một phen. Dứt lời anh ta dùng dằn quơ dầm lên bơi mạnh. Trong lúc Dung chỉ ngồi tủm tỉm như lấy làm đắc ý. Thế ngán ngẩm nhìn lại hai người. Anh ta toan quay trở lại. Nhưng khi nhận ra mình đã đi qua 2/3 đường, anh ta đâm ra tiếc công. Và đó cũng là một cái cớ để anh ta nhất định đi thăm Nhạn. Nhạn nhìn sững Thế không thốt nên lời. Mãi một lúc sau cô mới chớp mắt như để cố kềm cho khỏi khóc. Và lấy giọng tự nhiên hỏi Thế. Sao anh qua được vậy? Thế cười và như khó khăn lắm mới tìm được lời nói. Qua coi em sao? Nhạn bước lại. Sao anh lại biết em ở đây? Thế vui vẻ đáp. Gặp xuồng của anh Tâm. Nhạn phá lên cười. Chắc bà vợ của ảnh nói nghe điếc con gái phải không? Thế cười theo. Chị dữ quá. Chị nộ tới làm anh cũng câm miệng luôn. Sao? Có chạm trán với em à? Nhạn cười thích thú. Thế lo lắng. Rồi em có sao không? Nhạn như không hiểu câu hỏi ấy. Ý trời, bộ anh nói em đây dễ bị ăn hiếp lắm sao? Người ta có mồng có mỏ thì em đây cũng có nanh có vút. Nói vậy hai đàn đã gây lộn dữ lắm phải không? Nhạn cười tự cao tự đại. Làm gì mà phải gây cho hao hơi tổn tiếng. Em có đoạt chồng cướp mèo của ai đâu mà em sợ. Em chêm vài câu móc họng thì chị kia cũng đã lỏng giò lỏng cẳng rồi. Chỉ tội nghiệp cho anh Tâm, anh bị kẹp vào cái thế chết đứng. Thế gật gù. Coi bộ khổ ha. Mà cha nội đó ghé vô đây làm chi? Để cho chị kia bắt gặp quả tang. Nhạn to tiếng. Ê, nói gì đó? Cái gì mà quả tang? Thế chống chế. Anh muốn nói là nhẹ gặp lúc có em ở đây. Thì có em ở đây anh mới ghé. Thế gượng cười. Thì anh lâm vào tình trạng rất khả nghi. Mà đàn bà thì hay ghen ẩu. Nhạn chợt sụ mặt. Vậy mà lúc trước anh cũng hùa với anh Tâm để cho rằng anh chưa có vợ con gì hết. Phải em nhẹ dạ tin lời anh thì chết em một cửa tứ không? Thế cười trừ. Chẳng lẽ anh nói như vậy rồi anh lại kẻ vạch thì coi sao được? Nhạn phụng phịu. Vậy anh muốn hại em sao? Muốn cho vợ lớn người ta xé manh sẽ muốn em ra làm sao? Thế thật thà tự bào chữa. Tại hồi đó anh chưa có để ý đến em nên... Nhạn phì cười ngắt lời anh ta. Nên để em chết luôn phải không? Đoạn cô nghiêm mặt lại, gằn giọng hỏi luôn. Bây giờ tới phiên anh có trữ sẵn cô nào ở nhà không thì khai thiệt cho em được biết. Thế lắc đầu lia. Không, thiệt mà. Nhạn liếc xéo anh ta. Không phải em bắt buộc anh phải không? Có cũng chẳng sao, vì em có ở đời với anh được đâu. Có điều nếu em biết trước được, chỉ qua đây bất tử, em biết đường mà chống đỡ. Thế nhăn mặt. Không có mà. Chẳng lẽ anh phải thề sao? Nếu có thì anh đã không dám rớ tới em. Nhạn nhíu mày. Sao vậy? À, hay là vì anh đã đủ xài, hay là em dở tệ? Thế thòng dòng đáp.
Vấn đề đàn bà thì biết sao đủ sao thiếu, sao hay sao dở. Có điều là em giữ thấy mồ nên anh đâu dám chàng ràng nếu một khi anh đã có sẵn vợ con ở nhà. Nhàn cười giòn, mắt long lanh ra chiều ưng ý, nhưng lại nói đại bồi. Em có tranh ngôi đoạt vị ai đâu mà anh nói vậy. Em gặp anh đây chẳng qua được lúc nào hay lúc ấy. Như nhớ ra điều gì, thế rụt rè nhìn lại Dạng, đoạn ngập ngừng hỏi. Từ hồi anh Tâm cho em quá giam về đây, em vẫn bình yên chứ? Ừ. Ảnh không có muốn gì hết chứ? Nhạn bật cười. Thì hỏi đại là ảnh có động chạm gì tới chưa, phức cho rồi. Nóng ruột thấy mồ mà làm bộ lục vấn người ta vòng vo tam quốc. Thế sượng trân. Em nói nghe kỳ quá. Anh hỏi cho biết vì sợ anh em xích mích nhau, vì chuyện không ra gì. Mắt Nhạn long lanh. Bộ anh coi em đây là thứ đồ bỏ nên ai ai cũng có thể sang tay này truyền tay kia được hết hả? Thế đầm cuốn. Không phải ý anh muốn nói vậy. Thật ra anh ngại anh Tâm hiểu lầm rằng anh muốn tranh đoạt gì của ảnh. Và anh cũng lo anh đối xử với em một cách rẻ rúng. Anh nóng ruột vì em. Thôi đi. Thiệt mà em. Nếu không anh đã không tức tốc qua đây. Anh làm cái điều này anh em ở trỏng biết được họ cười ghê lắm. Tánh anh hồi nào tới giờ có như vậy đâu. Nhạn vừa cảm động vừa thương hại anh ta, và cô cũng lấy làm xấu hổ khi nghĩ đến việc mình đã sẵn lòng để trả nợ cho Tâm trong lúc anh này cho xuồng tấp vào đám bần. Bằng một giọng tha thiết, Nhạn lên tiếng để vừa làm cho Thế yên lòng mà cũng vừa muốn biện bạch luôn cho thái độ trên của mình, mặc dầu Thế không hay biết gì về việc ấy. Dầu em đây chỉ là một thứ cặp bồ cặp bạn qua đường của anh, em cũng phải có lòng có dạ một chút chứ. Tấm thân của em không ra gì thiệt, nhưng lòng em bộ bị mấy thằng thổ dẫn qua biên giới rồi nó lấm lem hết trơn sao. Cố nhiên là anh Tâm cũng tức trong bụng, nhưng anh nên yên lòng, ảnh không thèm rớ tới em đâu. Thế nhằn nhó. Không phải anh ghen tuông gì, nhưng cha nội đó cứ kiếm chuyện cà rà bên em. Thì tại ảnh còn ức trong bụng, công trình của ảnh đeo đuổi em trước hơn ai hết. Mà rốt cuộc rồi để cha căn chú Kiết ở đâu hưởng, rồi tới anh. Khi không anh xớt vô rồi ăn tiền luôn. Coi bộ anh ít tốn hao sở phí quá mà. Phải ai khác vô đây chắc ảnh cũng bỏ qua rồi. Chả tức thì chả phải gỡ chứ. Đúng, nhưng anh lại quay sạc quần hoài à. Bỏ đi thì tiếc, mà sắp lại thì chê. Chê gì? Nhạn cười tủm tỉm. Thì chê là vì mình bị lỗ vốn, bị thua thiệt. Chê vì em bèo nhèo hết trơn. Thế hệ hả? Cha nội đó coi vậy mà khó tánh quá ha. Nhạn cởi mở hơn. Chẳng qua là anh muốn bị với người khác, chứ việc lấy xu một người đàn bà dễ quá. Ngay như anh đây, việc mấy tên thổ làm ẩu, hay là sau này em có đụng với ai khác đi nữa thì cũng là việc thường. Nó không khác nhau là bao nhiêu. Nhưng việc em ăn ở với anh, dầu là một lần một chút đi nữa thì cũng khác nhiều. Mắt Thế chớp nhanh. Khác sao đó em? Nhạn không khỏi e thẹn. Khác ở chỗ là em cũng chịu như vậy. Nghĩa là lúc đó em thương anh thiệt tình, chứ không phải do sự sốc nổi trong chốc lát đâu. Thế hỏi đùa. Còn bây giờ thì hết rồi hen. Nhạn cúi mặt ngập ngừng. Bây giờ thì thôi, mạnh ai nấy đi. Chứ không phải em sợ anh cũng có sẵn một bà nhà như anh Tâm vậy sao? Nhạn vênh mặt lên. Nói thiệt với anh, nếu em đã nhất quyết thì dầu cho có 10 bà như vậy em cũng coi như không. Thế gật gù. Em nói vậy là anh tin rồi. Nội cái việc anh Tâm phải đi xếp ve và chị Dung rút vô có trật tự là anh cũng đủ hiểu em không vừa. Lúc ấy bà chủ nhà từ phía sau hè đi vô nhà. Nhạn lật đật giới thiệu Thế. Dạ thưa bác, đây là anh Thế, chồng của cháu đó bác à. Ảnh theo anh em và lúc trước có ở cái rừng. Bà chủ nhà niềm nở lên tiếng. Vậy hả? Nói vậy cậu có ở vùng này. Lúc trước mấy cậu đóng ở đây dễ thương lắm. Thôi cậu ngồi chơi với con, qua còn chạy lo cho heo cuối ăn. Thế ấp úng già già và đợi cho bà ta đi khuất mới lên tiếng hỏi Nhàn. Sao em giới thiệu ẩu tả quá vậy? Sủi ai biết thì có phải kỳ lắm không? Nhàn cười đáp. Cái gì mà phải sợ quýnh như vậy? Khi không được làm chồng người ta mà không tốn một xu nhỏ thì còn muốn gì nữa. Em giới thiệu đại như vậy để mình dễ chuyện trò với nhau hơn, chứ chẳng lẽ chỉ quen biết nhau
mà dắt vô nhà người ta mèo chuột để họ lấy chỗ trà họ xua đi hả? Em nhận anh là chồng để phòng hờ anh có ở lại đây chơi đến sáng mai thì mình cũng chẳng sợ bác chủ nhà dị nghị. Như vậy anh khỏe ru rồi chứ còn hạch hỏi gì nữa. Thế lắc đầu, em thiệt hết chỗ nói. Nhạn má thoáng ửng hồng liếc xéo anh ta. Bộ anh chê sao? Thế hỏi lại, hai vợ chồng bác chủ nhà này không ai biết gì hết trơn sao? Và hồi nãy anh Tâm và chị Dung cũng tráng ở đây. Nhạn vui vẻ đáp, anh nên yên lòng, em chỉ cho hai bác của em là tía má em bị nạn vậy thôi, chứ mọi việc kia em đều giấu hết. Mình khai thiệt có ích lợi gì? Cũng may là hồi anh Tâm và cô gì đó ở lại đây, không có ai ở nhà hết nên cũng đỡ rắc rối. Thế vẫn không yên tâm. Em nói vậy thì dễ cho anh rồi, nhưng sau này thì kẹt cho em. Mình ăn sổi ở thì chẳng nói làm gì, chứ em còn phải lo cho tương lai của em. Em còn phải lấy chồng chứ, chẳng lẽ anh sống lêu bêu như vậy đến suốt đời sao? Nhạn thông thả đáp, thời buổi này sống nay chết mai, mà anh cứ tính chuyện đường dài hoài. Anh ở đây chơi với em là đủ rồi, còn sau đó thấy kệ nó. Thế nhắc lại, nhưng em còn phải lấy chồng. Nhạn nhìn lại Thế bật cười, thì sau đó em nói là mình quá chồng, là anh chết vì trúng gió trúng thực hay anh tử trận không được sao? Thế nhăn mặt, đừng nói xui xẻo vậy chứ em. Anh ta chợt thở dài, thôi bây giờ anh về. Nhạn chưng hửng, Dìa sao kỳ vậy? Anh ra thăm em một chút vậy thôi chứ ở luôn ngoài này sao được, anh em ở trỏng họ mong chết. Thì có anh Tâm về trỏng rồi, với lại dẫu anh muốn trở về thì cũng chiều mai mới tới, anh ở kinh ông cỏ kia mà. Thế lắc đầu vô tình khai thiệt, không, cũng gần đây, chỗ cũ của mình lúc trước đó mà. Nhạn reo lên, nếu vậy thì dễ, em có thể vô ra thăm anh được. Thế nhăn mặt, khoan đã em, ở trỏng còn có anh em khác nữa chứ đâu như lần trước. Vậy chớ sao vợ của anh Tâm vô với ảnh được? Người ta là vợ sắp cưới nên từ trước tới giờ vẫn vô ra thăm ảnh, nhưng cũng ở lại đôi ba ngày chứ gì. Ừ, vậy thì có khác gì em đâu, bà nội đó vô thì cũng ngủ tưới với thằng cha kia. Người ta là vợ sắp cưới chứ bộ. Nhạn trề môi xua tay, ý thôi anh nói sao nghe không vô. Lâu lâu xề vô thăm chồng sắp cưới mà không có gì hết trơn thì hoặc chị kia là lại cái, hoặc anh kia cúp bệnh thiết. Thế khẽ nhún vai, à cái đó thì anh chịu thua, việc của người ta mình không nên xí vô. Nhạn chống nạnh lên, bây giờ không nói đông tây gì nữa hết, anh có cho em vô thăm anh không? Thế ngập ngừng, đâu phải anh muốn cấm cản gì, nhưng anh Tâm mới dẫn chị Dung vô đó, rồi bây giờ anh lại để em vào nữa. Anh em họ thấy như vậy, rồi mạnh ai nấy dẫn mèo dẫn vợ vô dồn đóng ở trỏng thì sao được? Như vậy chẳng khác nào đi tản cư. Nhạn mỉm cười buông thõng hai tay xuống, nếu anh không cho em vô thì anh ra đây với em đâu ba bữa. Thế cười theo, cứ lai rai đâu ba bữa hoài thì còn gân khúc đâu mà theo anh em. Đừng nói gì đến khi đụng độ, nói cái việc chạy tay bố không thôi cũng đủ ngất ngư rồi. Chẳng lẽ anh xuống đây để cho anh em họ khiêng đi như khi một người bệnh trầm kha? Nhạn cau có, nói vậy không có lúc nào tụi mình gặp nhau hết à? Hay là anh chờ bữa nào tay bố anh làm bộ chạy lạc ở đâu đó rồi quanh về đây hú hí một thời gian đôi ba bữa gì đó rồi lại bò về với anh em? Giặc giả còn dài, anh vắng mặt đôi ba bữa thì ăn nhầm gì? Bộ không có anh thì không ai thèm đánh giặc hay sao, mà anh làm như ham chuyện giặc giả lắm vậy. Thế ngơ ngẩn trong một giây vì Nhạn bằng những lời mộc mạc đã nói đúng phần nào tâm trạng của mình. Quả thật anh ta đã ham cái không khí giặc giả, tuy vẫn biết rằng sự đóng góp của mình cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng anh ta cũng như bao thanh niên khác nhất định không muốn tiếp tục một cuộc sống bình thường cũ, nhất định phải lăn xả vào những biến đổi của thời cuộc, dầu trong đầu óc chỉ có một vài quan niệm mù mờ. Thật ra đó chỉ là một hình thức lãng mạn tiềm ẩn trong không khí máu lửa mà chỉ có lớp tuổi trẻ, chỉ có số người thật tình hăng say cho một lý tưởng mới biết đam mê. Thế mỉm cười vơ vẩn khiến cho Nhạn gắt lên, người ta hỏi không thèm trả lời mà còn ngồi cười ruồi nữa chứ. Thế vui vẻ đáp, anh biết trả lời sao cho em hiểu. Nhạn cười lạc, thì nói đại là em dốt đi. Thế thấy cần phải vỗ về cô ta đôi chút, em để thủng thẳng rồi anh sẽ liệu. Phải chi không có chị Dung qua đây
thì mình còn dễ tính. Nhạn chua chát: Em thì không hề gì hết, còn anh lại sợ tai tiếng, thiệt trái cả ngỗng quá. Thế tìm được một câu trả lời rất suôn sẻ. Dễ hiểu quá mà, em chỉ có anh, còn anh cần có các anh em kia nữa. Nhạn hài lòng đôi chút, nhưng vẫn thở dài. Cái điều này em cũng nên lo khai tử anh lần lần để kiếm chồng thì vừa. Thế gật đầu một cách thành thật. Em nghĩ đúng đó, anh không thể nói cho sướng miệng là anh sẽ cưới em, sẽ chung thủy với em đến trọn đời. Rất có thể mai chiều gì đây, vì tình thế bắt buộc, anh phải theo anh em rút đi nơi khác, một nơi thật xa hơn. Và trong thời buổi giặc giả này, không phải là kiếm chuyện biến đổi để mình có thể ngồi bó gối mà tơ tưởng đến nhau hoài. Thế nói lãng ra: Thôi, anh quay vô trỏng chứ ở đây lâu không tiện, rủi có tay vô bất tử thì nguy, chẳng thà chết trong một trường hợp nào khác. Nhạn phì cười: Anh này, ích kỷ thế bà nội à, chẳng lẽ anh cất công xuống đây để chết vì đi thăm mèo thì cũng kỳ. Người ta chết ở trận này trận nọ. Cô ta xua tay: Chỉ có em là thiệt thòi thôi, vì sau này dầu cho em có chồng con đàng hoàng, anh cũng không thể quên lúc này được. Thế gượng cười: Rồi cũng quên lần chứ em. Nhạn quể quải lắc đầu: Đúng như anh nói vừa rồi, anh thì còn có chuyện nọ chuyện kia, chứ em lúc thúc ở nhà hoài thì có dư thì giờ để nhớ tới chuyện cũ. Có đi thì đi cho mau, chứ lẩn quẩn ở đây hoài, có lúc em ngứa mắt thì trời xuống đây cản em cũng rỉ anh lại, chứ đừng nói gì Tây hay Maroc. Thế nhìn lại cô ta chép miệng: Lóng rài coi bộ em có da có thịt lại và ưa nhìn hơn trước nhiều. Nhạn khẽ thở dài: Thì ở đây khỏe khoắn, ngày tới tối lúc thúc trong nhà nên đỡ u sù hơn trước, nhưng khổ hơn trước nhiều. Cái điều này có lẽ em kiếm một cảnh chùa nào đó. Cái điều này á, có lẽ em kiếm một cảnh chùa nào đó xuống tóc đi tu phước cho rồi, và mai ra còn nhẹ trong mình hơn. Thế cười rộ, giọng chế giễu: Chẳng thà em nói em đi lấy chồng, lấy tay đen gạch mặt, anh còn đường tin em hơn. Em đi tu thì ai mà dám chứng dám cho. Nhạn cau có hỏi lại: Bộ anh nói em tội lỗi cùng mình hay sao? Đâu, anh thử kể giùm một tội của em coi ra làm sao. Thế hết cười, bộ mặt trở nên trầm tư: Ừ, em nói vậy mà đúng, nhưng ai không biết, nhìn vào thì dám cho rằng bao nhiêu tội lỗi trên thế gian này đều rót về em hết. Nhạn cười khẩy: Ôi, mấy người đó thì biết cái đách gì. Thế không dám đá động thêm vấn đề này nữa, vì lắm lúc anh ta có cảm tưởng rằng cô gái quê mùa kia hiểu nhiều biết rộng và nhạy cảm hơn mình nhiều, tuy dưới những hình thức thô sơ hoặc sống sượng ấy nhất. Anh ta lấm lét nhìn lại Nhạn, rụt rè lên tiếng: Bây giờ anh về trỏng nghe em. Nhạn mỉm cười, nửa như độ lượng, nửa thương hại: Anh làm như phải đợi phép em vậy. Cô chợt thở dài: Ừ, anh muốn về thì em đâu dám giữ. Cái gì em cũng chịu anh hết, nhưng nhiều lúc phát ghét cái điệu bộ yếu xịu của anh. Đàn ông con trai gì mà hổng bảnh tỏn, anh muốn để cho người ta ăn hiếp sao? Nữa anh có vợ, anh cũng để cho vợ anh nó xỏ mũi à? Thế chân thành đáp: Vì nhiều lúc em nói đúng quá nên anh phải ngán. Trước đây anh coi đàn bà con gái, ngay đến các bà các cô ở thành cũng không ra gì hết. Nhạn mỉm cười: Bởi vậy bây giờ ông trời trả quả cho anh đó. Thôi, về trỏng đi cưng, hôm nào em sẽ thả vô trỏng thăm anh. Thế thẫn thờ gật đầu: Ừ, vài hôm nữa chắc chị Dung về. Thế vừa cất xuồng leo lên bờ thì đã thấy Tâm đứng đợi mình. Tâm gượng cười hỏi anh ta: Sao rỡ vô mau vậy? Thế thật thà đáp: Gặp con nước xuôi nên đi mấy hồi. Tâm liếc xéo anh ta: Con nhỏ kia nó không giữ lại à? Và anh cũng không nán lại để gỡ gạt cháu trưa à? Thế bực mình ra mặt: Anh sao nói bậy hoài. Tâm đâm ra sống sượng: Cái gì mà bậy? Chẳng lẽ anh nôn nã bơi xuồng mấy cây số ra ngoài để ngó nhau một cái rồi về? Đúng như vậy đó. Tâm muốn làm lành, cười cường: Khi không tôi với anh đều mắc cạn vì vấn đề đàn bà hết. Thế toàn cãi lại nhưng không muốn nhắc đến chuyện của Nhạn trước mặt Tâm, và anh ta chỉ thân mật hỏi bạn: Chị đâu rồi? Có yên sóng gió không? Tâm có vẻ sẻn lẻn: Tạm yên. Thiệt, bà vô phá hoại tôi quá,
May mà có anh đỡ đạn. Tôi để in tu ở nhà sao cho gọn, chiếm chỗ của anh trước đó nghe. Thế mỉm cười lắc đầu. Thôi biết là rớ tới đàn bà rắc rối quá tổ mẹ. Nếu mấy anh em khác không thông cảm cho mình thì cũng phiền cho bộ chơi sao. Tâm như nhớ chực ra điều gì, reo lên. Chưa hết rắc rối đâu cha, tôi sẽ cho anh biết một tin giật gân. Anh có biết cô Quỳnh Mai không? Thế cười đáp. Phải, con nhỏ vừa cứu thương vừa văn nghệ, vừa hay làm tàn, đi theo mấy anh lớn đó không? Cổ đó. Chắc lúc trước anh ngấp nghé cô ta dữ lắm sao? Thế trề môi. Thứ đó khó tiêu quá lắm. Không biết làm sao cổ không ở trên thành mà bày đặt chui xuống dưới này chi cho sốn con mắt người ta quá vậy. Tâm cười tủm tỉm. Anh sắp được sốn con mắt dỗ lên đây nè. Thế nhíu mày. Ủa, bộ mấy anh lớn kêu tôi về trển hả? Không, Quỳnh Mai hiện ở đây. Thế lọ mắt. Ở đây? Bộ hết chuyện chơi rồi sao chứ? Mà ai cho cổ ở đây? Cổ ở đây tế mộ tế tổ gì chứ? Tâm thông dòng đáp. Mấy ảnh cho cô ta xuống ở với bọn mình vì nói ở đây yên hơn các nơi khác. Thế rên rỉ. Mấy ảnh làm như là chỗ tụi mình là ở trại nghỉ hè hoặc nơi dưỡng lão vậy. Tâm làm bộ chắc lưỡi. Sao kêu trời quá vậy? Bộ chịu mùi trái cây vườn rồi chê bơm xá lị sao? Sao mấy ảnh không tống cô ta về Sài Gòn cho rồi đi? Cô ta không chịu về. Và mấy ảnh thấy đường xá khó khăn, nhất là lúc này có vài tên điềm chỉ nguyên là dân ở trong này ra hay canh chừng ở các ngã có xe cộ qua lại, và hễ tụi nó nhìn ra mặt mình là kêu tay giữ lại liền. Quỳnh Mai đi theo mấy anh lớn nên nhiều người biết cô ta lắm. Thế ấm ức. Nói vậy mấy ảnh chở không nổi rồi tống cổ xuống dưới này cho anh em mình lãnh đủ hay sao? Ở đây yên thì yên tạm vậy thôi, chứ bộ tay nó không có tới hay sao? Tâm mỉm cười. Dẫu sao cổ cũng xuống đây rồi, và dầu hèn cũng thế, cổ cũng biết chút đỉnh về cứu thương, lại ca hát nghe cũng điệu. Thế cười méo mặt. Tay vô đây bố, nội việc anh em mình lo cứu cô ở đây cũng mệt rồi, chứ có thì giờ đâu mà cổ cứu thương ai. Còn nói về chuyện ca hát thì càng tối kỵ nữa. Muốn yên thân ở vùng này thì im hơi lặng tiếng càng kỹ càng tốt. Thiệt, tống cổ xuống đây thì chẳng khác nào đem mồi nhử việc gian bu đến, để rồi anh coi. Tâm nhún vai. Tôi cũng biết như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình lại đuổi cổ đi? Mà anh Dư biết, cổ cũng đâu phải nhu mì gì mà mình nói cho cổ nghe được. Thế nhăn mặt. Anh mà cũng ngán cổ nữa sao? Tâm cười đáp. Không phải ngán, mà thật ra mình không đủ kiên nhẫn và không đủ thì giờ để đương đầu với cổ. Còn nếu mình cứ mưa xứa xìu xìu ảnh ảnh với cổ, cổ làm trận làm thượng lại mình càng mệt thêm. Bực thêm thì đúng hơn. Bởi vậy nhịn cổ trước coi bộ khỏe hơn. Thế thở dài. Ê, nói vậy thì khổ đến nơi rồi. Tâm vỗ vai bạn. Hiền như anh và ít giao thiệp với thứ ngựa bà Hồng Tân thời đó thì nên ăn phận thủ thường trước là hơn. Đàn bà thứ thường thường thôi cũng đủ rắc rối, huống chi gặp thứ vừa đẹp vừa khôn lại vừa làm tàn. Mình gặp sơ sơ thử chịu đời không thấu. Thế cười hỏi. À, còn cái gì Dung, gia đạo êm ấm rồi chứ? Tâm nhún vai. Tạm vậy thôi. Cũng may là cô Quỳnh Mai qua đây nên tôi ghép hai bà cô một tổ ở trên nhà sàn cho xong chuyện, chứ nếu không bà đã riết tôi hết làm ăn gì được. Thế nhìn bạn nói đùa. Tại anh về nhà gặp vào giờ linh nên chỉ mới qua bất tử như vậy. Tâm hỏi lảng ra. Còn cô Nhạn, tôi tưởng ít ra cô chèo kéo anh chút đỉnh chứ đâu lẽ phóng sanh anh về đây mau quá vậy? Thế làm bộ thở dài. À, ừ, đàn bà rắc rối quá. May mà mình đã minh định lập trường là chỉ thương giai đoạn thôi, vậy mà cổ cũng đòi qua đây nèo nẻo. Tâm có vẻ bâng khuâng. Có lẽ cô ta chưa chịu thua đâu, thế nào cổ cũng mò mẫm qua đây. Nghĩ đến Dung và Quỳnh Mai, Thế không khỏi lo ngại. Ý cha, mấy cổ cứ dồn đóng về đây thêm hoài thì mệt quá. Tâm gượng cười. Nhưng tôi coi bộ mấy anh em khác không than phiền gì hết mà còn có vẻ khoái nữa. Miệng này khan hiếm chất đó mà. Thế cúi mặt. Mấy chả ở ngoài chờn dờn thế khỏe ru, chứ tôi với anh tụi mình đều có dính dấp vô nên mới biết méo mặt. Và như đâm ra cao hứng ngang, anh ta bỏ nhỏ luôn với Tâm. Riêng vấn đề cô Nhạn thì kể như là chim trời cá nước. Tôi nói rõ như vậy để anh cũng như anh em khác đừng hiểu lầm là tôi muốn giữ độc quyền. Ai muốn mại vô thì cứ việc.
Tâm liếc chừng bạn: sao coi bộ hai người mê gắt lắm mà. Thế phát một cử chỉ bâng quơ: thì chắc mẻm mà cho qua vậy thôi. Chính cổ cũng nhìn nhận rằng tôi không thể ăn đời ở kiếp với cổ được. Coi lẩm rẩm vậy mà cổ sáng suốt ghê. Như bỏ qua hết mọi chuyện ganh ghét cũ, Tâm xô nhẹ vai Thế: đời tụi mình như vậy thì phải tập đụng đâu sau đó, nhưng cấm không được lằng nhằng. Tôi bị kẹt giỏ vì con mẹ Dung kia cũng đủ là một tấm gương anh dũng cho mấy anh soi chung rồi. Thế cười nhẹ nhõm: tôi sẽ dốc tâm học kinh nghiệm máu xương ấy. Thôi, anh dẫn tôi đi thăm mấy anh em coi họ ăn ở ra sao. Tâm do dự: hay là anh đến gặp Quỳnh Mai trước? Thế lắc đầu lia lịa: ý thôi, bà đâu có là chị lớn của mình, với lại mình không nên nịnh đầm như vậy rồi bà lại lừng. Tâm mỉm cười hoài nghi: anh nói nghe sơm tụ như vậy chứ tôi coi bộ anh không đủ sức để đương đầu với cổ đâu. Tôi là dân bạc mạng cô hồn mà còn bị cổ cho ê càng mấy lần. Thế chắc lưỡi, giọng buông xuôi: chẳng lẽ cô ta dám mở miệng bắt bẻ mình chuyện đó. Mình ráng giữ thể thống được lúc nào hay lúc nấy, sau đó có phọt phe cũng cam tâm. Tâm ranh mảnh nhìn lại bạn: như vậy kể như anh thua trước rồi còn gì. Thế cười nói: để anh coi, bây giờ tôi biết cách trị đàn bà lắm. Tâm nhìn xéo anh ta: mới có một cô nhạn mà lên chân lên cẳng dữ quá ha. Anh nên nhớ rằng Quỳnh Mai không là nhạn, một cô nhạn sức bất sang bang. Thế thoáng cau mày định cãi lại, nhưng rồi anh ta chỉ mỉm cười như tự bằng lòng một điều gì. Thế vừa đặt chân lên nấc thang của gian nhà sàn thì cả Dung lẫn Quỳnh Mai khom đầu lộ ra dòm xuống. Anh ta khựng lại quay hỏi nhỏ Tâm: chắc mình khỏi lên trên làm gì. Tâm không trả lời mà chỉ xô nhẹ anh ta lên. Chưa chi Quỳnh Mai đã kiếm cách lên tiếng hỏi Tâm: chắc anh Thế đây phải không anh Tâm? Tâm gật đầu và tìm cách giải thích gián tiếp với Thế về câu chào hỏi hơi coi rẻ rúng ấy của Quỳnh Mai: anh Thế mới xuống sau và được mấy anh lớn đưa thẳng qua miệt này nên chỉ ít có dịp gặp mặt. Đôi khi anh cũng về bển nhưng rồi vẹt lại đi. Thế cũng ấp úng đẩy đưa theo: tôi cũng có gặp chị mấy lần, nhưng lần nào lần nấy cũng thấp thoáng vậy thôi. Dung cười nói chen vô: thôi mời khách lên nhà chứ đứng đó hoài sao. Tâm lại đẩy Thế lên. Quỳnh Mai không tránh lối mà lại đứng yên nơi khung cửa và hỏi Thế ngang: nghe nói anh mới đi công tác đặc biệt phải không? Sướng quá ha. Thế bị cô ta chêm liền mấy câu phủ đầu nên đâm ra quạo. Anh ta trả lời càng: tôi có việc riêng và việc này không ăn thua gì đến ai hết. Ý cha, chị mới xuống đây mà đã có tình báo đầy đủ hết ha. Quỳnh Mai cười nhẹ, nép người sang một bên lên giọng châm biếm: vậy mà họ nói tính anh ít nói. Cô ta quay qua bảo Dung: anh muốn chửi khéo là mình xía về việc riêng của anh đó chị à. Thế cảm thấy vững tâm và khoan thai bước lên nhà. Dung cười bảo anh ta: hồi nãy chị Mai hỏi anh đi đâu, tôi vô tình nói thiệt nên... Thế cười một cách kẻ cả: ôi ăn thua gì, thêm một người nữa biết thì cũng chẳng chết chóc gì. Tâm cau mày cự vợ, không gì bên Thế mà chính do sự bực tức cũ thúc đẩy. Em sao, hay bếp xếp chuyện gì đâu không à? Thế vẫn giữ giọng độ lượng: ôi ăn thua gì anh. Tâm liền nói: thôi anh ở trên này nói chuyện với chị Quỳnh Mai, để tôi chạy đi coi anh em tổ chức việc cơm nước ra sao. Ở đây mọi thứ đều eo hẹp. Dung xông ra: cho em đi theo với anh. Tâm quắc mắt: em sao kỳ quá, em làm như mình đi chơi vậy, bây giờ nhích một bước rồi cũng phải dắt em theo tò tò để anh em họ chửi cho hả? Quỳnh Mai vội can thiệp: sao anh gắt quá vậy, lâu lâu chỉ qua thăm một lần mà, anh chiều chỉ một chút không được sao? Thế ung dung đáp Thế cho Tâm, không phải để bên anh ta mà để trả đũa Quỳnh Mai: chiều thì dễ lắm, nhưng lỡ cái tụi tôi ở đây còn sống chung với nhiều anh em khác. Liếc thấy Dung lườm lườm nhìn mình, Thế đành hối lộ cho cô ta một câu thầm: nói vậy chứ lâu lâu một lần thì cũng chẳng sao, anh em họ cũng phải thông cảm cho mình chứ. Nét mặt Dung tươi lại: anh Thế nói phải. Quỳnh Mai cười nụ: ba phải thì đúng hơn. Tâm cũng bắt buồn cười trước sự so càng gắt sàn sạt giữa Thế và Quỳnh Mai. Như được họ hỏi về một điều thầm kín gì, anh ta đâu ra độ lượng với Dung: em có đi thì đi, nhưng không được nhóng nha nhóng nhảnh như trong bầu trời này chỉ có hai người thôi đó nghe. Dung liếc xéo người yêu:
Ừ mà, anh sao lúc này hay giữ kỹ quá. Thế Quỳnh Mai mỉm cười, nhìn cặp trai gái ấy dẫn nhau đi. Quỳnh Mai lên tiếng trước. Nếu không có giặc giả chắc họ đã có con rồi. Thế định nói gì nhưng lại thôi, và chỉ mỉm cười vơ vẩn. Tinh mắt Quỳnh Mai nhận thấy ngay cử chỉ ấy của Thế. Cô ta liền hỏi. Hình như anh muốn cãi lại cái gì phải không? Thế nhún vai. Không, chắc chị còn tài làm thầy bói nữa. Quỳnh Mai phản ứng rất nhạy. Còn anh lại không có tài nói dối. Tôi vừa nói câu nếu không có giặc giả thì cặp dung tâm kia đã có con rồi, anh muốn cãi lại, nhưng rốt cuộc chỉ cười bâng quơ. Như vậy cũng đủ biết là vấn đề giặc giả không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của câu tôi vừa mới nói đó. Đúng vậy không nè? Thế cười trừ nhưng ráng nói vớt. Chuyện riêng của người ta nên tôi không mấy để ý. Huỳnh Mai cười lạc. Các anh cho tôi đây là đàn bà nên hay bươi móc chuyện tươi của thiên hạ chứ gì. Thế nhìn sững Huỳnh Mai, vì không dè cô ta kiếm cách bắt mẻ mình như vậy. Huỳnh Mai tươi cười như không có việc gì xảy ra hết. Tôi nói chơi, chứ không có bắt lỗi bắt phải gì anh đâu mà anh thắc mắc. Thế cười theo. Chị thông minh quá nên có lúc đi trước sự thật. Huỳnh Mai làm bộ nhăn mặt. Thì nói đại là tôi bị trật đường ray, là tôi đi quá lố cho rồi. Anh này coi vậy mà độc ngầm. Thế nổi lãng ra. Không biết chị tính ở đây lâu mau? Huỳnh Mai lừ mắt. Chưa chị tính đuổi người ta rồi à? Thế ngó lờ sang chỗ khác. Tôi đâu có quyền đó, nhưng ở dưới này mọi việc ăn ở đều khó khăn, chắc chị đã thấy sơ qua rồi. Anh ta nhìn lại hàm răng trắng bóng của cô gái, nói tiếp. Nội việc chị súc miệng và tắm rửa bằng thứ nước cỏ và phèn ở trong đồng này cũng đủ hư da hại răng. Huỳnh Mai cười giòn. Anh làm như tôi xuống đây để dự thi sắc đẹp vậy. Thế nhìn lại cô ta, vẻ mặt khổ sở. Nhưng phi quá, quả thật tôi không hiểu sao chị lại ham xuống dưới này. Lạc hậu nữa đa. Anh làm như công việc dưới này là riêng dành cho bọn đàn ông con trai. Tôi đã nghe trăm lần câu này rồi. Hay là anh sợ tôi làm vướng chân vướng cẳng mấy anh? Thế kiếm cách nói đỡ. Nhưng chị xinh đẹp, thông minh như vậy mà xuống những nơi khỉ ho cò gái này ở thì nó không nhầm chỗ. Huỳnh Mai cười rộ. Bộ đất này dành cho những người xấu xa ngu đần hay sao? Thế chắc lưỡi. Tôi tiếc rẻ và sợ phí phạm vậy, chứ chị muốn sống ở đời dưới này đó là quyền riêng của chị. Có điều... Có điều sao? Nói đại đi chứ mắc cỡ gì. Có điều là còn nhiều anh em khác nữa, và mình xuống đây không phải là đi nghỉ mát, hoặc đi cắm trại 5-10 bữa rồi về. Ở dưới này, nhất là ở đây, không có gì vui hết. Rồi sao nữa? Thế hơi lúng túng. Tôi khỏi nói dòng dài, chắc chị cũng đã rõ rồi. Chị là một người thông minh. Huỳnh Mai cười ngắt ngang. Miệng nói leo lẻo là tôi thông minh, mà trong bụng thì lại nghĩ là ngu si, nông nổi, hơi hợt, đủ thứ chứ gì. Năm nay tôi cũng đã khá lớn rồi, chứ còn nhỏ nhích gì sao mà anh nói dòng do tam quốc để tôi hiểu. Tôi biết chịu trách nhiệm vì những hành động của mình. Thế làm như nói đùa. Cố nhiên, chị có sao thì chị lãnh đủ. Có điều như tôi đã nói hồi nãy, ở đây còn có nhiều anh em khác nữa. Nói vậy lúc tôi ở bển, tôi ở một mình và không có mấy anh kia à? Ở bển khác, bên này khác. Và lúc trước khác, lúc này khác. Ở bển thuộc vùng gạo trắng nước trong, và lúc trước là lúc Tây chưa càn quét mạnh. Anh làm như có tôi xuống đây rồi, nước sẽ đục hơn, gạo sẽ đỏ hơn, và tay sẽ bố mạnh hơn nữa. Chị nói giỡn hoài, dầu sao tụi tôi cũng phải thêm một mối bận tâm. Huỳnh Mai cười giòn. Đó, nói quanh nói quẩn, rồi cũng có đuôi đó. Mấy anh cứ coi tôi như không có. Coi gì nổi, chị ngờ ngờ đây. Thì coi tôi như mọi người khác, không được sao? Thế e dè nhìn lại cô ta. Chị như vậy mà coi như mấy anh em khác sao được? Chẳng lẽ tay vô bố rồi tụi này cũng tưởng chị băng đồng lội ruộng theo kịp tụi này sao? Tôi sợ chị thấy con đĩa lội dưới ruộng chị cũng đủ hết hồn hết vía. Huỳnh Mai mím môi nín thinh. Được trớn Thế làm tới. Anh ta xăm soi ngắm Huỳnh Mai từ đầu đến chân, như một viên chỉ huy đang tìm cách hạch sách cho kỳ được về một sự bê bối nào đó trong quân phục của một chú lính. Trước bộ điệu ấy của Thế, Huỳnh Mai phải bật cười. Anh kiếm gì đó? Thế lườm lườm nhìn bộ quần áo của cô ta. Xuống dưới này mà chị ăn mặc như vậy thì chết rồi. Huỳnh Mai cũng ngó xuống thân mình.
Có gì lạ đâu mà anh kêu rầm lên như vậy. Tôi cũng bận đồ đen như các anh. Bàn tay của Thế đưa ra như muốn chỉ về những nét đặc biệt. Thì đồ đen, nhưng chị lại cắt theo điệu tối tân quá, quần hẹp te, áo chật ních. Quỳnh Mai phản đối. Coi như vậy cho nó gọn mà, chứ anh biểu tôi ăn mặc rộng thùng thình để vướng ga vướng cỏ khi đi đứng hoặc khi có việc gấp hả? Thế chắc lưỡi. Đã đành rằng vậy, nhưng chị làm như vậy thiên hạ dễ chú ý. Ở đây lại thuộc mối đường mà các tay tứ chiến lui tới, nhất là mùa nước tới nè. Chị phải biết rằng khắp vùng này nhà cửa ít ôi, nước cỏ ruộng hoang. Các cô đen đúa nay lọt vô chị là thiên hạ chú ý liền. Ở đây yên thì yên thiệt, vì là một vùng khó ở, ít quê lợi. Tụi được rửa như tôi có ăn dầm nằm về thì cũng chẳng ai buồn ngó ngàng tới. Chứ có chị là họ đồn tùm lum lên. Tôi dám chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là tụi Tây ở Hồng Ngự, tụi Thổ ở bên kia biên giới, cũng như các nhóm anh hùng lục thảo khác đều biết là có chị ở trong này. Như vậy yên quá ra không yên. Quỳnh Mai cười xòa. Anh làm như các thứ đó sẽ huy động thiên binh vạn mã để vô đây vì có tôi ở chỗ này vậy. Thế khẽ nhún vai. Rất có thể là tụi Thổ sẽ thừa cơ xẹt qua để bắt các chị. Rất có thể là các nhóm lục thảo kiếm cách mời chị về làm áp trại phu nhân. Quỳnh Mai bụm miệng cười. Anh nói sao nghe như trong chuyện tàu. Anh cũng mới xuống dưới này mà. Thế nghiêm trang gật đầu. Chị nói đúng. Tôi mới xuống, nhưng tôi được đưa thẳng qua vùng này và được nghe nhiều anh em kể chuyện lại. Hơn nữa, lúc qua bên cầu muốn, tôi cũng đã có nhiều dịp tiếp xúc với các tay anh chị nửa kháng chiến nửa lục lâm. Phải nhìn nhận rằng các tay này có tác phong hào hoa phong nhã theo lối riêng của họ. Và ông nào ông nấy cũng chịu khó kiếm vợ bé lắm, nhất là mấy ông sống theo cái lối lưu động. Quỳnh Mai có vẻ thích thú. Cũng ngộ ha. Như vậy ở đây chắc vui lắm. Tôi vái cho mau tới mùa nước nổi. Để mau chết hả? Chẳng lẽ mấy anh ngán thứ làm xả mấy sao? Thế thú nhận. Tụi này ngán thiệt. Vì đối với mấy tay tổ này, mình không biết đâu là thù, đâu là bạn. Họ lại gan dạ ẩu, họ rành đường đất, làm mít lòng họ cũng mệt lắm. Bất kỳ ngày đêm gì họ cũng có thể chơi mình được như thường, nếu họ muốn. Quỳnh Mai hỏi lảng ra. Còn mặt tay? Thế thở dài. À, chị vô đây ở thì chẳng khác gì đem mồi nhử cho tụi nó vào. Quỳnh Mai nheo mắt. Bộ tụi nó cũng chịu khó đi bắt con gái, nhìn vậy sao? Thế cười méo mặt. Dầu sao tụi nó đâu có đến nỗi túng ngặt đến phải mở cuộc ruộng bố để bắt một cô gái, dầu là một cô gái đẹp. Ừ. Anh ta ngắm lại Quỳnh Mai. Ừ, đẹp đúng theo gu của Tây Phương. Quỳnh Mai tò mò hỏi tới. Vậy chứ sao? Nguy nhất là ở chỗ tụi nó suy luận rằng hễ có chị đây, tức là có thứ hạng bự ở đây. Từ trước tới nay chị vẫn đi theo mấy anh lớn, chứ có sáp vô mấy cái đám cắt ké như vậy đâu. Quỳnh Mai cười nghiêng ngửa. Nghĩa là tôi trong trường hợp nào tôi cũng hại mấy anh hết. Tôi chẳng khác nào hung thần ác quỷ, một thứ bệnh dịch. Nói tóm lại là một thứ làm nguy hại đến sự an toàn của mấy anh. Thế vội chống chế. Tôi nói phòng sai vậy thôi. Và cũng vì thế tôi mới lưu ý chị và một vài điểm vật có lợi cho mọi người hết. Dẫu sao chị cũng qua đây và anh em tôi có bổn phận phải đảm bảo mọi mặt cho chị. Quỳnh Mai xa sầm nét mặt. Anh làm như mấy anh gửi qua đây một món đồ gì để nhờ mấy anh cất giữ và bảo vệ vậy. Bộ tôi không giúp ích gì được cho mấy anh hay sao? Thế liếc chừng bộ dạng người con gái ấy, cười tủm tỉm nhưng lại nói cho xuôi êm. Cố nhiên là có chị tụi tôi cũng có phần lợi. Quỳnh Mai đã không hài lòng về câu nói khách sáo ấy mà còn bực mình thêm. Lợi ở chỗ nào đâu, anh thử kể hết coi. Thế đâm ra lúng túng. Anh ta phát một cử chỉ bâng quơ. Thì được thêm chị, không lợi cái này thì cũng lợi cái kia. Cái nào? Thì chị lo về vấn đề cứu thương. Trước ở đây vẫn có người mà. Đành vậy, nhưng có chị thì bề gì cũng khéo léo hơn, và anh em cũng được vui vẻ hơn. Quỳnh Mai cười và trở lại hớm hỉnh như trước. Anh nịnh đầm dở ẹt. Thế dụng về chống chế. Thiệt mà chị. Quỳnh Mai đổi giọng. Thôi mời anh vào xem chỗ tôi với chị Dung ở. Đó là tôi mới sửa soạn sơ qua. Thế bước hẳn vào nhà. Quỳnh Mai chờ đợi câu khen tặng, ít ra cũng chiếu lệ của Thế. Cô theo dõi nét mặt của anh ta. Quỳnh Mai đinh ninh rằng ít ra Thế cũng khen mình một câu chiếu lệ. Nhưng anh ta hết nhíu mày đến nhăn mặt khi nhìn những món bày biện trong gian nhà. Cô ta bực tức hỏi liều.
Bộ anh không ưa sao? Thế lủng bủng đáp. Chị bày đặt chi cho rắc rối như vậy? Chị làm như đây là chỗ nội trú của nữ sinh vậy. Huỳnh Mai phản đối. Lạ không? Tôi tưởng mọi thứ có ngăn nắp thì càng tốt chứ. Thế làm như phải cố gắng lắm mới giữ được sự kiên nhẫn đối với cô ta. Đây đâu phải như ở trong một cái trại riêng. Mình phải giữ mọi thứ thiệt gọn để nếu động thì đỡ mất thì giờ, và thật kín đáo để người ngoài không chú ý. Chị bày đặt bày biện chỗ nằm chỗ ngủ như thế kia, lại còn chân bông chân hoa. Quỳnh Mai cầu có. Anh không có đầu óc mỹ thuật gì hết. Nhánh bông điên điển vàng tươi đẹp gần chết thì anh coi như đồ bỏ. Thế đấu dịu. Thì cũng nhận là đẹp. Nhưng ở đây thiên hạ họ ngó vào, họ thấy nhức con mắt lắm. Tôi cam đoan với chị là cô bác dưới này họ không nuốt nổi việc đem chân bông điên điển. Huỳnh Mai đáp bướng. Bất quá họ cho tôi là điên khùng là cùng chứ gì. Thế thở dài nín thinh. Huỳnh Mai sẵn giọng hỏi luôn. Mà bây giờ anh muốn tôi phải dẹp hết phải không? Thế lúng túng đáp ngay. Thôi, chị để như vậy cũng được. Thôi, tôi chạy lại đằng này một chút. À, không biết có ai lo vấn đề cơm nước cho chị chưa? Huỳnh Mai cự nự lại liền. Coi, sao lại lo cho? Bộ anh nói tôi không biết nấu cơm nấu nước. Và từ hồi nào tới giờ tôi chưa biết mặt mũi cà ràng ông Táo ra sao hết chắc. Tôi với chị Dung sẽ lo luôn vấn đề cơm nước cho anh và anh Tâm. Thế nhìn vô bếp, bật cười khang. Huỳnh Mai nhíu đôi mày nhỏ tỉa sắc sảo. Bộ anh không tin hay sao? Thế cười đáp. Tin chứ, nhưng đến giờ này mà bếp núc lạnh tanh thì tới giờ nào mới có cơm ăn? Huỳnh Mai cười theo. Thay anh mới về và chị Dung mắc đi với anh Tâm nên có hơi trễ. Thì tại và bị. Huỳnh Mai lườm anh ta. Anh này khi dễ người ta quá. Nấu cơm thì có mấy hồi, độ một giờ đồng hồ nữa mời anh trở lại đây ăn cơm. Thế khẽ lắc đầu. Thôi, để tôi ăn chung với mấy anh em khác cho tiện. Chê tôi hen. Đâu dám. Thiếu gì dịp khác để tôi qua đây thưởng thức tài đấu bếp của chị. Tôi đi ngang chị. Quỳnh Mai hí hửng hỏi. Đi đâu đó hả? Thì tôi đi lanh quanh trong vùng để thăm một vài nhà đồng bào ở đây cho phải lễ mà. Cho tôi đi với. Thế đã nghĩ ngay cách từ chối khéo. Rồi ai ở nhà nấu cơm đây? Quỳnh Mai cười xòa. Ừ ha. Thôi để khi khác vậy. À, chị Dung đi đâu mất tiêu ha? Đi với anh Tâm, bộ chị quên rồi sao? Quỳnh Mai trề môi. Đi gì lâu dữ thần vậy? Thế nhún vai cười đáp. Thì người ta còn mới, còn đang bắt bén với nhau, nên vậy là thường. Đôi môi Quỳnh Mai cong lên, đôi môi hồng hồng, hơi mỏng một chút, nhưng cũng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo của cô gái. Chi cho mất thì giờ vậy không biết. Thế liếc chừng cô ta mỉm cười. Chị là người ngoài cuộc nên tưởng vậy thôi. Quỳnh Mai cũng liếc lại anh ta, hớm hỉnh hỏi lại. Còn anh, chắc anh cũng đeo dính cứng cái cô gì trước ở đây đó, phải không anh? Trường hợp của tôi khác. Tôi với cô Nhạn bị kẹt lại đây có một mình. Quỳnh Mai sửa lại. Có hai mình chứ. Thế đỏ mặt. Ừ, thì đại khái như vậy. Thôi, tôi đi ngang chị. Quỳnh Mai chụp lấy vai áo anh ta. Khoan đã, bộ tính chạy trốn sao? Để tôi hỏi cái này đã. Thế e ngại nhìn lại cô ta. Chị phá tôi hoài. Quỳnh Mai rướng giọng lên. Anh biết tôi hỏi cái gì mà anh nói là tôi phá? Thì chị dư biết. Quỳnh Mai cười xòa buông tay ra. Đúng, tôi biết hết trơn. Nghe nói ông bà ở đây mùi ghê mùi gớm, không cần biết có ngày tháng giờ giấc gì hết trơn hết trọi, có phải không? Sướng quá ha. Thế nhăn nhó. Hoàn cảnh bắt buộc mà chị. Ý cha, có thứ hoàn cảnh ngon lành đó nữa hả? Mà nè, chắc cô Nhạn gì đó có đủ thứ ưu điểm lắm mới khiến anh quên đời như vậy. Coi, tôi bị kẹt, bị mất liên lạc thì ở đây chứ đi đâu bây giờ? Huỳnh Mai gật gù. Ừ, cái gì cũng có lý do hết hen. Thế nghiêm nghị. Chuyện của riêng tôi, chị không nên tìm hiểu làm gì cho mệt. Huỳnh Mai ẩm ờ. Nhưng tôi lỡ tìm nhiều rồi thì sao? Thế cười lạc. Chẳng sao hết, nhưng tôi tin rằng chị là người lịch sự. Ừ, ít ra ở chỗ quan giả này chị cũng được cái điểm đó. Huỳnh Mai nhăn mặt xua tay. Thôi đi anh, chửi người ta vừa vừa nó chứ. Thế tưởng đâu cô ta giận, nhưng không. Sau câu đó Huỳnh Mai lại cười xòa và nói đùa thêm. Thằng cha coi vậy mà khó chịu thiệt. Tâm cười hỏi thế. Sao mặt mày cú sụ vậy? Gặp người đẹp không có gì vui sao? Thế thở dài.
rầu thúi ruột đây. Thứ đàn bà đẹp đã khó chịu rồi, huống hồ gì thứ vừa đẹp vừa khôn. Muốn tỏ ra mình là khôn, là hơn thiên hạ hết là đúng hơn. Tâm cười hỏi thêm, chắc anh đã chạm trán lai rai rồi chứ gì? Ừ. Thắng hay bại? Tôi coi bộ anh thắng không nổi đâu. Thế Phi cười, bất phân thắng bại. Anh ta nhún vai, mà đối với họ, dầu cho mình có thắng mình càng mất công thêm chứ ăn thua gì. Sao vậy? Vì sau đó là phải nói vớt vát lại để cho họ khỏi giận khỏi hờn. Hả luôn không được sao? Ý thôi, cỡ như bà Quỳnh Mai hay cứng đầu cứng cổ lắm, mình háo thắng quá không nên. Thứ đó họ kiếm cách làm khó làm dễ, làm eo làm sách mình dai nhách như đĩa trâu thì mình chịu sao nổi. Bộ hết có công việc gì khác sao? Tâm ngạc nhiên nhìn lại Thế. Coi bộ anh kinh nghiệm cùng mình đã, mới có quen lai rai với cô Nhạn mà anh đã tiến bộ ghê quá. Thế cười cượng, tại tôi gặp thứ đàn bà khó quá nên khôn mau vậy thôi. Tâm cười theo thú nhận, tôi cũng vậy. Bây giờ tôi bị kẹt với con mẹ Dung, và nếu mình không nhịn không xong, khổ quá. Nó nhất định ở đây chơi đôi ba bữa nữa. Đôi ba bữa của đàn bà dám lâu là cả tháng lắm. Thì tôi ngủ trấn ở chỗ đó. Anh em khác họ vô kỳ quá, may mà có chị Quỳnh Mai xuống đây nên tôi cũng đỡ bị đeo riết. Khổ nổi là bây giờ nếu tôi biểu nó về, nó lại la ầm lên là muốn đuổi nó về để được rảnh tay. Thế cười thông cảm, thôi để chị ở đây ít lâu nữa cũng được, cho có người gánh bớt con mẹ Quỳnh Mai kia cho nó đỡ hành tội anh em mình. Tâm chợt thở dài, ây, nếu ngay lúc này mà cô Nhạn bò qua nữa thì rắc rối dữ đa. Thế có vẻ khó chịu, chắc cổ không qua đâu. Sao tôi nghi quá anh à, ở đây gần xịt. Thế nhìn lại bạn ngập ngừng, tiện đây tôi cùng bàn với anh trước. Tôi tin rằng anh em mình cũng chẳng đến đổi thù ghét nhau vì một người đàn bà. Tâm có vẻ ngượng, thì cố nhiên rồi. Bởi vậy nếu rủi cô Nhạn qua đây, tụi mình cũng đừng trộn rộn gì quá. Tôi nói thẳng ra đây anh đừng phiền nghe. Anh em mình mà. Thế tha thiết giải bày, tôi biết là anh cũng khoái cô Nhạn chút đỉnh. Cố nhiên đàn ông con trai gặp một con như vậy thì cũng muốn chàng ràng đôi chút. Tâm cười trừ, cố nhiên. Bởi vậy anh cũng nên làm ngơ chuyện này cho mọi việc được êm thấm. Kẻo chị Dung chỉ làm rùm beng lên thì mặt mũi tụi mình rổ hết. Và nhất là con mẹ Quỳnh Mai kia sẽ coi tụi mình không có cà ram nào hết. Thì phải vậy chứ sao? Thế thấp giọng xuống, không nói giấu gì anh, tôi cũng khoái cô Nhạn chứ chẳng không. Nhưng chắc anh cũng hiểu là thời buổi giặc giả, anh em mình lại nổi trôi, gặp đâu vơ đó cho đỡ khổ vậy thôi, chứ đâu phải ăn đời ở kiếp gì. Hơn nữa tánh tình của cô Nhạn cũng rộng rãi, và sau cái vụ cổ bị nạn ở bên kia biên giới, chắc cổ cũng không hẹp hòi gì với những người mà cổ có cảm tình. Tôi muốn nói là với cô ta, anh em mình đừng ai nghĩ đến chuyện độc quyền, nếu có cái may được gần gũi thân mật với cổ. Tâm cười nói, chỉ anh có cái may đó thôi chứ ai nữa mà anh dặn. Thế ngượng nghịu đáp, đúng là tôi có cái may đó thôi, chứ thật ra chẳng tài cán gì. Hoàn cảnh quá dễ dãi, tôi chắc cổ cũng chẳng thờ ơ gì với anh nếu sau này có dịp. Mắt Tâm sáng lên, giọng anh ta trở nên khoe khoang, anh nói mà đúng á. Đáng lẽ tôi cũng đã gỡ gạt chút đỉnh sở phí rồi, nhưng... Thấy anh ta đâm ra khựng ngang, Thế hấp tấp hỏi, nhưng sau đó anh? Tâm nhìn lại Thế cố cười tự nhiên, thì sao nữa. Coi bộ anh cũng nặng lòng với cổ, và cổ cũng đặc biệt với anh, nên tôi phải biết điều một chút chứ. Thế làm như không mấy quan tâm, ăn thua gì anh, rảnh rỗi thì bày đặt ra vậy thôi. Được cái là cô Nhạn cũng bạc mạng cô hồn lắm, nên mình cũng đỡ rắc rối. Tâm ranh mảnh, giả tỷ như cô ta lại bò lên đây thì sao, anh có lo không? Thế nhún vai, chắc cô ta thấy mình lu bu như vậy, cô ta cũng rút lui sớm. Tâm cười nói, chưa chắc. Đối với đàn bà mình nên phòng xa những cái chứng của họ. Anh nên lo phần anh thì hơn, tôi thì có gì mà ngán. Tôi coi bộ chị Dung cũng ghê lắm, anh để chị nổi ghen lên thì mệt cả lũ đa. Nhất là có bà Quỳnh Mai ở đây. Hết tập 5, còn tiếp.